Xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn trở lại sân bóng chuyền trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái để theo dõi trận tứ kết thứ 3 trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền hơi huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái năm 2020. Trên sân đang là phần khởi động trên lưới của hai đội câu lạc bộ Đoàn Kết phía xa màn ảnh nhỏ của các bạn và câu lạc bộ xã Minh Tiến bên phía gần màn ảnh nhỏ của các bạn. Hai đội đều trong trang phục áo xanh quần đen. Đây là trận tứ kết thứ 3 của giải. Trận tứ kết đầu tiên giữa công ty Hoàng Phúc và câu lạc bộ Mường Lai. Công ty Hoàng Phúc đã chiến thắng với tỷ số 2-0. Và trận tứ kết thứ 2 diễn ra giữa công an huyện Lục Yên và trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ. Phần thắng đã nghiêng về câu lạc bộ Hoàng Văn Thụ với tỷ số 2-1. Đây đang là trận tứ kết thứ 3. Và đội nào sẽ là đội tiếp theo góp mặt vào vòng bán kết? Xin mời quý vị và các bạn hãy chờ xem. Giải bóng chuyền hơi huyện Lục Yên năm 2020 được tổ chức trong 3 ngày 25, 26 và 27 tháng 6 năm 2020. Hiện tại đang là chiều tối ngày 26 tháng 6 năm 2020 sẽ diễn ra 4 trận tứ kết loại trực tiếp để lấy 4 đội vào sáng ngày 27, tức là sáng ngày mai sẽ thi đấu bán kết, chọn ra 2 đội để buổi chiều tối ngày mai sẽ thi đấu chung kết. Đội xã Minh Tiến là gần màn ảnh của quý vị và các bạn. Nổi bật bên xã Minh Tiến là có đội trưởng thầy giáo 7. Anh mặc áo số 10, anh là cựu cầu thủ bóng chuyền ra của huyện Lục Yên và phòng giáo dục huyện Lục Yên. Trước đây anh có những cú đập như ném xà beng từ trên tầng 5 phi thẳng xuống. Đối thủ không thể chắn cũng như thủ bóng của anh. Còn bóng chuyền hơi thì chúng ta sẽ chờ xem sau đây anh sẽ thể hiện như nào. Thầy giáo 7 mặc áo số 10. Vâng, trọng tài 2 đang kiểm tra số áo và vị trí đăng ký thi đấu của đội xã Minh Tiến. Tiếp theo là câu lạc bộ Đoàn Kết. Vâng, trận đấu bắt đầu. Đoàn Kết phát bóng. Vâng, thầy giáo 7, anh đánh bóng hơi chúng tôi cảm thấy cũng như đánh bóng ra, cũng vẫn là những chiếc xà beng lao từ tầng 5 lao xuống. Vâng, điểm đầu tiên cho Minh Tiến, 1-0. Vâng, màn đáp trả của đội Đoàn Kết. Rất tiếc chủ công của đội Đoàn Kết đã đánh bóng không chạm tay chắn ra ngoài. Điểm thứ hai cho Minh Tiến, 2-0. Các bạn đang theo dõi trên kênh Bóng Chuyền Hơi và Da Đỗ Nguyên Thanh. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký theo dõi để cập nhật những clip và những trận đấu mới nhất, kịp thời nhất. Vâng, một pha đập bóng từ biên hai của chủ công Đoàn Kết đã mang điểm đầu tiên về cho Đoàn Kết. 1-2. Vâng, một pha đánh bạt tay chắn rất kỹ thuật của chủ công đội Minh Tiến mang về điểm thứ tư cho Minh Tiến. Vâng, xin lỗi, điểm thứ ba, 3-1. Và bây giờ là đội trưởng Hoàng 7 phát bóng. Vâng, một pha phát bóng rất kỹ thuật, rất khó chịu. Vâng, trọng tài đã bắt lỗi hai chạm của chuyền hai đội Minh Tiến. Điểm bóng cho Đoàn Kết, 2-3.
Vâng, pha đập rất uy lực của chủ công Minh Tiến nhưng rất tiếc bóng không qua lưới. Điểm bóng 3 đều cho Đoàn Kết. Vâng, chuyền một hỏng, vâng, rất tiếc. Chuyền hai của Đoàn Kết đã xử lý không hợp lý. Điểm thứ tư cho Minh Tiến, 4-3. Vâng, vẫn là chủ công Biên Ai ghi điểm thứ tư 4 đều cho Đoàn Kết. Anh đánh rất kỹ thuật. Đoàn Kết phát bóng. Vâng, bật cao nhưng bỏ nhỏ của chủ công Minh Tiến. Vâng, bóng đã ra ngoài rồi. Điểm cho Minh Tiến 5-4 sau pha đánh bóng ra ngoài của các cầu thủ Đoàn Kết, chủ công số 9. Vâng, anh đang buộc lại dây dày. Quay về nó đánh hơn. 5-4 nghiêng về Minh Tiến. Giằng co làm gì không? Vâng, pha đánh kỹ thuật của Đoàn Kết. Rất tiếc bóng lại ra ngoài một chút xíu. Điểm thứ 6 cho Minh Tiến, 6-4. Vâng, sự không hiểu ý của các cầu thủ Đoàn Kết đã bỏ bóng rơi tự do. 7-4 cho Minh Tiến. Chúng tôi nhận thấy trên sân các đồng đội đang chỉ đạo rất sát sao các cầu thủ của Đoàn Kết. Vâng, lần này thì chủ công Biên Hai đã không ghi được điểm. Vâng, thầy giáo Bảy đã đánh bóng ra ngoài, rất tiếc. 5-7 cho Đoàn Kết. Rất tốt, chủ công số 9 của Minh Tiến, anh bật rất cao. Phải nói là sức bật của anh rất tuyệt vời. 3 chắn không chắn được anh. Điểm thứ 8 cho Minh Tiến. Vâng, lại là pha phát bóng rất khó chịu của thầy giáo Bảy. Pha đánh bóng kỹ thuật của các cầu thủ Đoàn Kết đã chạm tay chắn các cầu thủ Minh Tiến ra ngoài. Điểm thứ 6 cho Đoàn Kết, 6-8. Vẫn còn các bạn. Vâng. Lại một pha không hiểu nhau của các cầu thủ Đoàn Kết, để bóng rơi tự do rất đáng tiếc. Ghi điểm cho Minh Tiến, 9-6. Vâng, liên tiếp đập bóng ra ngoài. 16 rồi các bạn ạ, cách biệt lúc này đang là 4 điểm. Theo nhà cái cá cược William của Anh thì nhận định Minh Tiến đang là ứng cử viên số 1 cho mùa giải bóng chuyền hơi của huyện Lục Yên năm nay. Tỷ lệ là 1-2. Vâng, sau pha giằng co thì lại là một pha bỏ bóng thông minh và kỹ thuật của chủ công số 3 đội Minh Tiến. Điểm thứ 11 cho Minh Tiến, 11-6. Bóng ra ngoài sân rồi. Điểm bóng cho Đoàn Kết, 7-11. Vâng, liên tiếp 2 điểm cho Đoàn Kết, 8-11 sau pha bắt chuyền một hỏng của các cầu thủ đội Minh Tiến. Đó là chủ công số 9. Phạt rất khó. Ồ! Bóng đập rất tốt nhưng mà rất nguy hiểm khi hai cầu thủ không hiểu ý, rất dễ gây chấn thương. Vâng. 12-8 cho Minh Tiến. Vẫn còn các bạn ạ. Vâng, pha đánh bóng rất kỹ thuật. Chủ công tay trái của Đoàn Kết. Tỷ lệ ăn điểm của anh rất cao. Vâng, thầy giáo Bảy đã ra tay rất nhanh, một cú đập uy lực. Hàng chắn của Đoàn Kết không thể khuất phục được thầy giáo Bảy. Điểm thứ 13, 13-9 cho Minh Tiến. Vâng, vẫn còn. Vâng,
Làm gì không? Thầy giáo Bảy, vâng, lần này thì thầy giáo Bảy đã bị khuất phục bởi hàng chắn của Đoàn Kết. 10-13. Vâng, gõ bóng lỏng tay. Vâng, pha xử lý bỏ bóng rất kỹ thuật. Vẫn còn các bạn ạ, tốc độ trận đấu đang rất cao. Vâng, vâng, trọng tài đã bắt lỗi dính bóng của các cầu thủ Đoàn Kết. Điểm 14-10 cho Minh Tiến. Vâng, phòng thủ chưa được tốt của các thủ Minh Tiến. 11-14 cho Đoàn Kết. Đoàn Kết phát bóng. Đoàn Kết làm gì không? Vâng, pha đập bóng rất tốt nhưng lại ra ngoài. Sau pha vắt khăn mặt của anh nhưng rất tiếc bóng lại ra ngoài. 15-11 cho Minh Tiến. Thầy giáo Bảy, vâng, lại một pha đánh bóng ra ngoài nữa của Minh Tiến. 12-15 cho Đoàn Kết. Thật sự đập bóng hơi nó khó hơn mọi người tưởng. Vâng, ba chắn cũng không chắn được thầy giáo Bảy trong pha bóng vừa rồi. Anh đã mang về điểm thứ 16 cho Minh Tiến. Cách biệt vẫn là 4 điểm, 16-12. Phát bóng ra ngoài đội điểm cho Đoàn Kết. Rất tiếc thì Minh Tiến lại phát bóng ra ngoài. 13-16 cho Đoàn Kết. Đoàn Kết phát bóng. Vâng, pha đập bóng rất uy lực, rất tiếc là không chạm tay chắn của Đoàn Kết. Điểm thứ 14 rồi, cách biệt bây giờ chỉ còn là 2 điểm. Vâng, chuyền bóng hơi thiếu các bạn. Chúng tôi nhận thấy là chuyền 2 của Minh Tiến, chuyền quả bóng hơi thiếu một chút. Điểm thứ 15 cho Đoàn Kết. 15-16, cách biệt bây giờ chỉ còn là 1 điểm. Chúng ta phải hoan nghênh nỗ lực của các cầu thủ Đoàn Kết. Vâng, và rồi quả xử lý thông minh của thầy giáo Bảy mang điểm đây. Vâng, pha đập như búa bổ của chủ công số 10. Vâng, pha đập chủ công như búa bổ như số 10 của Minh Tiến đã mang điểm thứ 18 cho Minh Tiến. 18-15. Vâng, thầy giáo Bảy phát bóng. Chúng ta phải rất ca ngợi nỗ lực. Vâng, 16-18, rất tốt. Chủ công tay trái của đội Đoàn Kết đánh bóng rất tốt. Thật sự là phải ca ngợi nỗ lực hết mình của các cầu thủ Đoàn Kết. Mặc dù được đánh giá là yếu hơn nhưng mà các cầu thủ Đoàn Kết đã thi đấu gắn bó, lăn xả, giằng co từng điểm. Vẫn còn, không được rồi, 19-16 cho Minh Tiến. Cách biệt bây giờ là 3 điểm. Vâng, các cầu thủ Đoàn Kết đã đánh bóng kỹ thuật. Chạm tay chắn các cầu thủ Minh Tiến ra ngoài. 17-19 cho Đoàn Kết. Vâng, bóng đã rơi tự do trong sân. Một điểm phát bóng trực tiếp. 18-19 cho Đoàn Kết. Càng về cuối trận, những điểm số cuối trận càng căng thẳng. Vâng,
Đội Minh Tiến xin hội ý lần đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất. Điểm số bây giờ đang là 19-18, nghiêng về Minh Tiến. Giải bóng chuyền hơi huyện Lục Yên năm 2020 chia làm hai lứa tuổi và tổng số có 37 đội gồm cả nam lẫn nữ. Vâng, đây là các cầu thủ của câu lạc bộ Đoàn Kết. Vâng, rất là ghi nhận các anh được đánh giá là yếu hơn, cũng với những thể hình không được tốt như các cầu thủ Minh Tiến, nhưng các anh đã lăn xả nhiệt tình bám đuổi từng điểm một và bây giờ đang là 18-19. Diễn biến cuối set 1 rất căng thẳng. Đoàn Kết phát bóng. Vâng. Vâng, một pha đánh bóng không qua lưới. 19 đều. À Xanh ơi. Vâng. Rất căng thẳng các bạn ạ, 19 đều. Vâng, không thể ngờ các bạn ạ. Set boy rồi, 20-19 cho Đoàn Kết. Set boy rồi cho Đoàn Kết, 20-19 các bạn ạ. 3 điểm liên tiếp từ 17-19 lên đến 20-19. Thực sự phải ghi nhận các cầu thủ Đoàn Kết. Vâng, rất hồi hộp, rất đau tim. Vâng, và cuối cùng thì lại là một pha đánh bóng ra ngoài. 21-19, kết thúc set đấu thứ nhất, các cầu thủ Đoàn Kết đã vượt lên và thắng lại các cầu thủ Minh Tiến với tỷ số 21-19 sát sao các bạn ạ. Thật không ngờ, thực sự là phải ghi nhận sự nỗ lực của các cầu thủ Đoàn Kết. Vâng, các bạn thấy xem thấy hay thì hãy ủng hộ kênh nhé, đăng ký theo dõi kênh Bóng Chuyền Hơi và Da Đỗ Nguyên Thanh để nhanh chóng đủ điều kiện phát live trực tiếp cho các bạn, chứ không muốn phát lại như này. Vâng, các bạn hãy nghỉ ít phút trước khi trở lại với hiệp 2 của trận đấu.